Xin chào các bạn thân mến. Các bạn nhìn thấy ở trên cái bảng giá này thì nó biến động hàng ngày liên tục đúng không ạ? Hôm lên hôm xuống, thậm chí là lên xuống trong ngày tới 5 đến 7%. Vậy thì tại sao giá của cổ phiếu nó lại biến động như thế? Và bản chất của giá cổ phiếu này như thế nào? Sau đây tôi xin chia sẻ với anh chị và các bạn nó dễ hình dung hơn cái hiểu về bản chất của giá cổ phiếu nhé. Anh chị có thể thấy một cái rất là hình ảnh rất là quen thuộc đúng không ạ? Đây là cái câu chuyện giá thịt lợn năm 2020. Từ đầu năm thì giá là 60.000, nhưng mà ở giữa năm thì tăng lên tận 120.000 đồng, tức là tăng 100%. Thế thì làm sao lại có cái câu chuyện tăng giá như thế, đúng không ạ? Thế thì nó có hai cái lý do. Thứ nhất đó chính là cái lượng thịt lợn cung cấp không đổi, nhưng cái nhu cầu thịt lợn lại tăng lên. Thứ hai là gì? Cái lượng thịt lợn cung cấp thì ít đi, hoặc và cái nhu cầu thì lại không đổi. Rõ ràng thì trong năm 2020 cái lượng thịt lợn cung cấp là ít đi anh chị và các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là có cái dịch tả lợn châu Phi ấy, thì nó diễn ra như vậy. Thế thì rõ ràng là qua câu chuyện này thì anh chị có thể thấy được là cái giá cổ phiếu này thay đổi dựa trên cung cầu thị trường đúng không ạ? Quay trở lại với câu chuyện giá cổ phiếu thì hiện tại cái mức giá cổ phiếu nó cứ hàng ngày nó cứ thay đổi, đó chính là cái nhu cầu của người mua và nhu cầu của người bán. Đó thì nó sinh ra được là cái giá thay đổi. Và anh chị có thể thấy rất là dễ ở trên tôi mô phỏng ở trên cái bảng giá này chính là cái đường màu đen này này. Anh chị thấy không? Cái đường màu đen này. Đó. Thế thì giá có thể là 10 này, có thể 13, có thể 20 này, có thể về 15, 12 rồi 17, 25, 21, 16 vân vân. Tức là nó lên xuống hàng ngày. Đó, và nó dựa trên cái nhu cầu. Thế thì rõ ràng là gì? Anh chị đầu tư vào cổ phiếu thì anh chị có thể là gì? Mua 10 bán 20 đúng không ạ? Hoặc là các anh chị có thể là mua đỉnh 20 bán 12. Đó, thế thì những cái việc mà đầu tư chết đinh như thế này thì sẽ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tức là gì? Nếu mà chúng ta mua với cái giá là 12, chúng ta bán được giá 25 thì cái xác định giá 12 này rất là khó, mà chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Họ phân tích kỹ thuật, họ đánh giá về thị trường, rồi họ phân tích tâm lý thị trường vân vân, thì họ mới chọn được cái mức giá này, và họ cũng ra bán được cái mức giá 25 này chẳng hạn. Thì họ cũng phải phân tích kỹ thuật, rồi họ cũng phải phân tích tâm lý, rồi họ phân tích thị trường vân vân, thì họ mới ra được cái mức giá như vậy để họ bán. Thế thì cái những người mà giao dịch theo cái đường giá lên xuống cái này thì hay gọi là trader anh chị ạ, tức là những người giao dịch thường xuyên đấy. Thế thì đối với những nhà đầu tư thì sao? Tức là chúng ta làm những người mà đầu tư dài hạn, rồi chúng ta không muốn xem bảng giá thị trường, rồi chúng ta không có thời gian tìm hiểu kiến thức, thì chúng ta sẽ làm như thế nào đúng không ạ? Thế thì tôi đã có vẽ một cái đường gọi là cái đường màu đỏ này anh chị em. Cái đường màu đỏ này chính là cái đường giá trị của doanh nghiệp, và tôi phân tích cái giá trị của doanh nghiệp này sẽ tăng trưởng trong tương lai. Đó thì tôi sẽ mua ở cái mức giá 13, hoặc là mua mức giá 15, hoặc mua mức giá 17, hoặc mua mức giá 21, hoặc mua mức giá 25, hoặc mua mức giá 28, thì tôi sẽ bán ở cái mức giá 33 này, và trong thời gian tôi dự kiến là khoảng độ 5 năm chẳng hạn. Thì đấy là một cách mà tôi thực hiện là đầu tư ở giá trị của doanh nghiệp. Thế thì những người mà đầu tư theo cái đường màu đỏ này thì gọi là những investor, tức là nhà đầu tư dài hạn. Tức là tôi nhìn vào cái giá trị của doanh nghiệp tôi đầu tư, giá trị thực tại của doanh nghiệp đó để tôi quyết định đầu tư. Còn đối với những người mà đầu tư hưởng chênh lệch giá này thì họ không quan tâm tới giá trị của doanh nghiệp, mà họ chỉ quan tâm tới nhu cầu của thị trường, tâm lý của thị trường trong thời điểm hiện tại thôi. Và rõ ràng là anh chị có thể thấy đúng không? Giá thị trường có thể là cao hơn giá trị, nhưng giá thị trường cũng có thể là thấp hơn giá trị của doanh nghiệp. Đó là do nhu cầu cung cầu trên thị trường hàng ngày. Và cái việc có cung cầu trên thị trường hàng ngày này thì nó sẽ tạo ra thanh khoản của thị trường đó đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong cái khuôn khổ video này thì tôi chia sẻ dưới góc độ là một nhà đầu tư dài hạn, thì tôi khuyên anh chị và các bạn nên tham gia với cái đường màu đỏ đó, bởi vì chúng ta không có nhiều kiến thức và chúng ta chỉ lựa chọn cổ phiếu và chúng ta đầu tư thôi. Còn đầu tư chết đinh thì cũng tốt,
cũng không sai, cũng kiếm lời, nhiều người kiếm lời rất là tốt, nhưng chúng ta không giỏi. Và chúng ta, nếu mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta không khác gì đánh bạc cả. Và rõ ràng là chúng ta có thể mất, chúng ta vẫn có thể mua 25 và bán 16, đúng không ạ? Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ với anh chị và các bạn hiểu về bản chất của cái giá cổ phiếu trên thị trường và cách chúng ta lựa chọn, chúng ta tham gia cái giao dịch cổ phiếu này dưới góc độ là một nhà đầu tư cổ phiếu dài hạn hay là một trader giao dịch cổ phiếu đó. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở các video sau về đầu tư cổ phiếu.